Những năm gần đây, thế giới liên tục trải qua nhiều cuộc khủng hoảng gây chấn động toàn cầu. Một số người cho rằng chúng ta đang đứng trước một trật tự mới. Một số khác lại cảnh báo rằng nhân loại hiện chao đảo trên bờ vực của một thảm họa cùng với sự hỗn loạn chưa từng có. Việc xem tin tức ngày nay không còn là một phương cách thích thú để khởi đầu một ngày mới. Ngày qua ngày, các vấn đề của thế giới lại càng nguy kịch hơn đến nỗi không thể cứu vãn được. Làm nhức nhối những ai biết suy nghĩ là thế giới sẽ đi về đâu? Phải chăng cần có những con người xuyên qua giới hạn thời gian để nhìn thấy trước những việc của tương lai? Suốt lịch sử, từng có nhiều người tự xưng là có khả năng thấy trước những điều của tương lai như Notre Dame, Edgar Casey, Jane Dixon. Họ được nhiều người công nhận là đã từng báo trước khá chính xác nhiều sự kiện của tương lai. Giai đoạn hiện nay của thế giới chính là sự ứng nghiệm của một viễn tưởng hải hùng mà nhiều người trong số những người này đã cùng thấy. Một sự kiện gây chấn động đến nỗi làm thay đổi vĩnh viễn thế giới mà chúng ta đã được biết. Nếu bạn thực sự muốn biết về tương lai, chính xác điều gì sẽ xảy ra, tại sao, thậm chí khi nào, hãy quay về với hàng ngàn lời tiên tri được chép trong sách này. Kinh Thánh. Lịch sử đã cho thấy sự chính xác tuyệt đối của những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Và như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa rằng hàng trăm lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về thời kỳ cuối cùng của hành tinh chúng ta cũng sẽ được ứng nghiệm một cách chắc chắn như đã từng được ứng nghiệm trong quá khứ. Vấn đề duy nhất là khi nào, vào lúc nào đó trong tương lai rất xa mà chúng ta không cần bận tâm. Ngay bây giờ, hay chúng ta thực sự đang đứng trước thềm của những sự kiện lớn, rất trọng đại cuối cùng mà các nhà tiên tri trong Kinh Thánh, kể cả Chúa Giê-xu đã báo trước. Cách đây gần 2.000 năm, các môn đệ của Chúa Giê-xu đã quan tâm đến vấn đề này. Họ hỏi Ngài, thưa Thầy, xin cho chúng tôi biết khi nào sẽ có dấu hiệu Chúa trở lại và tận thế. Chúng ta hãy cùng xem xét một số dấu hiệu của ngày tận chung mà chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo trước cho chúng ta. Những dấu hiệu mà Chúa nói sẽ xảy ra ngay trước khi Chúa trở lại và trước tận thế mà giờ đây chúng ta sẽ được biết. Các ngươi sẽ nghe đồn về giặc và tiếng đồn về giặc. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Không một thời kỳ nào từng chứng kiến sự leo thang của chiến tranh như là những năm cuối của thế kỷ 20. Hội Chữ Thập Đỏ ước tính có khoảng 100 triệu người đã chết trong các cuộc chiến tranh kể từ đầu thế kỷ đến nay. Trước năm 1914, chiến tranh vẫn chưa mang tính toàn cầu, nhưng trong cả hai cuộc đại chiến, chiến tranh toàn cầu đã được phát động. Kể từ đệ nhị thế chiến, thế giới liên tục xảy ra vô số cuộc chiến lớn và hàng trăm vụ nổi dậy cùng các cuộc cách mạng. Số người chết do chiến tranh kể từ sau Thế chiến thứ hai đến nay tăng hơn 23 triệu. Tháng 11 năm 1989, việc phá đổ bức tường Berlin tưởng chừng như là biểu hiện chấm dứt chiến tranh lạnh giữa những siêu cường quốc. Nhưng thay vì có hòa bình như mong đợi, nhiều cuộc chiến tranh và tin đồn về chiến tranh liên tục xảy ra khắp hành tinh.
Năm 1993 là một năm kỷ lục về 29 cuộc chiến lớn đã xảy ra. Dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia có thể được hiểu chính xác hơn là nhóm sắc tộc này chống lại nhóm sắc tộc khác. Lời tiên tri này hoàn toàn được ứng nghiệm tại Nam Tư cũ, Rwanda và những vùng chiến sự khác trên thế giới. Không chỉ có chiến tranh và tin đồn về chiến tranh gia tăng, nhưng cả sự hãi hùng về chiến tranh cũng phát sinh. Thế giới điếc người trước những hành động dã man và nạn tra tấn. Hiếp dâm tập thể và giết người vốn cho thấy sự dã man không cùng của con người, và chúng vẫn có thể xảy ra khi người ta không có Đức Chúa Trời. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có nói kém. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đã nói về những phí tổn thực sự của chiến tranh cách dễ hiểu như sau. Mỗi khẩu súng được chế tạo, mỗi tàu chiến được hạ thủy, mỗi tên lửa được bắn đi cũng có nghĩa là nhiều con người phải chịu cảnh đói kém, thiếu cơm ăn áo mặc hoặc phải chết vì đói và lạnh. Chỉ riêng cuộc chiến vùng vịnh đã ngốn hết của quân đồng minh nửa tỷ đô la mỗi ngày, hay khoảng 350.000 đô la mỗi phút. Phí tổn chiến tranh: một máy bay chiến đấu 25 triệu đô la, một tên lửa tầm nhiệt 1.300.000 đô la, một tên lửa không đối không 800.000 đô la, mỗi cối đạn xe tăng từ 2.000 đến 36.000 đô la. Nếu đổi ra chi phí tiêu dùng, giá của một tên lửa này có thể cung cấp cơm trưa cho những trẻ em đang chịu cảnh chết đói trong 5 năm. Chỉ riêng thập niên 90, toàn thế giới có hơn 100 triệu trẻ em bị chết vì bệnh và đói. 100 triệu cái chết này có thể được ngăn chặn với số tiền mua 10 máy bay ném bom tàn hình hoặc những gì mà thế giới chi cho quân sự trong 2 ngày. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính chỉ có khoảng 1/3 dân số thế giới đủ ăn, 1/3 thiếu ăn, 1/3 còn lại hiện đang chết đói. Tính riêng từ lúc quý vị bắt đầu xem chương trình này, có thêm ít nhất 200 người đã chết vì đói trong tổng số 4 triệu người sẽ chết trong cả năm. Thật ra thế giới có khả năng sản xuất đủ lương thực để nuôi sống số dân đang ngày một gia tăng, trong khi một số nạn đói là do hạn hán hoặc thiên tai, thì những đứa trẻ này đang chết đói bởi sự vô nhân đạo của con người đối với đồng loại. Chiến tranh, lệnh cấm vận, chính quyền tham nhũng và những áp lực kinh tế, điển hình là số nợ khổng lồ mà nhiều quốc gia đang phát triển mắc nợ các chủ nợ quốc tế. Những chủ nợ này khuyến khích các nước vay của họ những khoản tiền khổng lồ để giờ đây đang nắm các con nợ trong vòng vây kinh tế và thu lại với lãi suất rất cao, khiến cho người nghèo càng nghèo hơn và những chủ nợ vốn đã giàu lại càng giàu hơn. Trong khi những đứa trẻ này chết dần vì đói, thì những nước giàu có ở phương Tây lại đốt bỏ hàng triệu tấn thực phẩm mỗi năm để giữ mức giá không bị sụt giảm. Đói kém phần nhiều là hậu quả của sự băng hoại và tham lam của con người, không sẵn lòng quan tâm đến người khác. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và dịch lệ. Dịch lệ hay bệnh dịch, khoa học hiện đại dường như có thể dẹp tan mối họa bệnh dịch. Thế mà ngày nay chúng ta đang trên bờ vực của một thảm họa có thể giết chết nhiều người hơn bao giờ hết trong tất cả các loại bệnh còn bí ẩn đối với con người. Đó chính là căn bệnh AIDS. Virus HIV gây ra bệnh AIDS đã tấn công ít nhất 13 đến 14 triệu người trên khắp thế giới. Năm 1993, bệnh AIDS là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho những người đàn ông Mỹ tuổi từ 20 đến 45. Các khoa học gia tại Đại học Harvard đã ước tính đến năm 2000 sẽ có hơn 24 triệu người khắp thế giới phát bệnh ở thời kỳ cuối và có thêm 100 triệu người bị nhiễm virus HIV. Do vậy, bệnh AIDS không phải là bệnh dịch thời đại duy nhất tấn công con người. Thực chất, hiện có hơn 100 loại ung thư khác nhau chưa từng được biết đến đang cướp đi hơn 5 triệu sinh mạng mỗi năm.
Sự mỏng dần và thương tổn của tầng ozone, nơi ngăn chặn phần lớn chất phóng xạ, tia cực tím từ mặt trời, được cho là nguyên nhân làm phát triển nhanh những đốm đen lạ xuất hiện trên da, chứng ung thư da, chết người. Sự suy thoái kinh tế thế giới dẫn tới nạn nghèo đói và vô gia cư đã làm kiệt quệ những hệ thống chăm sóc y tế của nhiều nước. Những căn bệnh có lúc tưởng như đã bị khoa học hiện đại diệt trừ vĩnh viễn, nay đã quay trở lại đe dọa con người, như bệnh thương hàn, bạch hầu và ngay cả bệnh dịch hạch đã tấn công một số vùng ở Ấn Độ và Liên Xô cũ. Những vi khuẩn mới phát sinh gây ra bệnh chết người như sốt rét và dịch tả, mạnh hơn mọi loại kháng sinh hiện có, đang cướp đi hàng triệu sinh mạng. Ngay cả loại vi trùng thông thường gây bệnh lao, bệnh nhiễm trùng lỗ tai ở trẻ em và nhiều bệnh phổ thông khác đang phát triển thành những dạng vô phương cứu chữa trước mọi loại thuốc hiện có, đang đe dọa con người về một thời kỳ hậu kháng sinh ghê rợn, khi mà ngay cả những bệnh nhiễm trùng thông thường nhất cũng có thể nhanh chóng phát triển thành bệnh chết người. Chúa Giêsu đã tiên báo rằng sẽ có vô số dịch lệ, tật bệnh đánh dấu thời kỳ tận thế. Bệnh AIDS sẽ tràn lan khi chúng ta bước vào kỷ nguyên cuối cùng của nhân loại trên hành tinh này. Nhiều chỗ sẽ có đói kém, dịch lệ và động đất. Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Alaska bị tàn phá bởi trận động đất mạnh 8,4 độ Richter. Điều ngạc nhiên là trong vòng 30 năm sau trận động đất lớn nhất ở Alaska, đã có một số vụ động đất nhiều bằng số lần động đất của toàn bộ 2.000 năm của lịch sử trái đất. Quyển Địa Dư Thế Giới cho biết chỉ có 21 vụ động đất lớn xảy ra trong khoảng 1.000 đến 1.800 năm sau Chúa. Nhưng từ năm 1.800 đến 1.900 có 18 vụ động đất lớn. Trong 50 năm tiếp theo, từ 1.900 đến 1.950, có 33 vụ động đất lớn. Từ năm 1.950 đến 1.991 có 93 vụ động đất lớn, nhiều gấp 3 lần con số của nửa đầu thế kỷ, và cướp đi sinh mạng 1.300.000 người trên khắp thế giới. Việc tăng nhanh các vụ chấn động nghiêm trọng này đã đưa các nhà khoa học đến một tiên đoán rằng chúng ta đang bước vào một thời điểm mới của những rối loạn địa chấn toàn cầu. Kinh Thánh cũng báo trước rất rõ ràng rằng thời đại cuối cùng sẽ là thời kỳ của các hoạt động địa chấn lớn. Trái đất sẽ rung động, giật lắc như một người say rượu, và các thành phố của các quốc gia sẽ sụp đổ. Ngày 17 tháng Giêng năm 1994, một vụ động đất mạnh 6,6 độ Richter ở Los Angeles gây thiệt hại 30 tỷ đô la. Các nhà địa chấn tiên đoán rằng chấn động lớn sắp xảy ra tại bang California, có thể mạnh hơn gấp 50 lần. Ngày 17 tháng Giêng năm 1995, hơn 5.000 người chết và 26.000 người bị thương trong một vụ động đất mạnh ở Nhật Bản. Thành phố cảng Kobe đã bị tàn phá, cơ sở hạ tầng bị hư hại và hơn 300.000 người bị mất nhà cửa. Các nhà khoa học Nhật Bản tại trung tâm Tsukuba tiên đoán một vụ chấn động mạnh hơn nhiều với cường độ 8 độ Richter có thể xảy ra ở khu vực thuộc thành phố Tokyo trong một tương lai rất gần. Ngày mà California và Tokyo xảy ra những vụ động đất không thể tránh khỏi này, thì sự thiệt hại về nhân mạng cùng sự tàn phá ảnh hưởng trên nền kinh tế thế giới sẽ ngoài sức tưởng tượng. Hãy thử hình dung một nhà tiên tri thời xưa nhìn thấy trước hình ảnh một siêu xa lộ hiện đại với hàng trăm xe hơi lao như tên bắn cùng những đèn pha quét sang trong đêm. Ông ta sẽ mô tả ra sao? Hãy nhớ rằng thời đó nhà tiên tri chưa hề thấy, thậm chí hình dung ra một vật giống như chiếc xe hơi. Cách đây 2.600 năm, tiên tri Nahum đã nhìn trước điều sẽ có trong thời cuối cùng, trước ngày Chúa Giêsu trở lại. Những xe đi hỗn độn trong đường phố, chạy đi chạy lại trong các đường rộng, thấy nó như ngọn đuốc và nó chạy như chớp.
Đối với nhà tiên tri, chắc hẳn những xe cộ lao nhanh trong đêm sẽ giống như những tia chớp, và chắc chắn chúng sẽ va vào nhau trên những xa lộ rộng lớn. Chỉ riêng ở Mỹ, trung bình mỗi năm có 19 triệu 500 ngàn vụ tai nạn xe hơi, làm cho 4 triệu người bị thương và 45 ngàn người chết. Lời tiên tri của Nahum nhắc đến một lời tiên đoán quan trọng khác cho thời đại cuối cùng, được viết vào năm 534 trước Chúa. Còn như ngươi, hỡi Daniel, hãy đóng lại những lời này và đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Đức Chúa Trời cũng nói cùng nhà tiên tri: Daniel, ta sẽ cho ngươi thấy viễn tượng về thời cuối cùng, nhưng không phải cho ngươi, không phải nói về thời của ngươi, mà nói về thời kỳ sau rốt, khi mà nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại. Chẳng phải hiện nay có nhiều người đi lại đó hay sao? Thật khó tin khi chúng ta biết rằng các phương tiện đi lại chủ yếu của con người chẳng có gì thay đổi suốt hàng ngàn năm, mãi tới hơn một thế kỷ qua mới được cải tiến. Năm 1789, Tổng thống Washington đã mất 8 ngày để vượt 200 dặm đến nhậm chức ở thành phố New York. Việc mất 8 ngày không có gì đáng nói. Điều gây kinh ngạc là Hoàng đế La Mã Julius cũng có thể đi nhanh như vậy. Suốt hàng ngàn năm không có một tiến bộ nào trong lĩnh vực vận chuyển. Thế nhưng chỉ trong một giai đoạn rất ngắn, hãy xem mức độ tiến bộ của nhân loại. Người ta không chỉ lái xe với tốc độ chóng mặt, mà có thể bay vòng quanh thế giới bằng phi cơ trong vòng 24 giờ và bằng phi thuyền trong 80 phút. Người ta đi lại nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Du lịch quốc tế là một ngành kinh doanh khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la, thu hút hơn 200 triệu người trên thế giới đi ra nước ngoài mỗi năm. Chỉ riêng năm 1992, chi tiêu cho ngành du lịch toàn cầu tổng cộng hơn 3 tỷ đô la. Mức độ đi lại của khách du lịch dự tính sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm sau đó. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ thêm lên. Trong thế hệ này, tri thức đã gia tăng đến mức hầu như không thể tin nổi. Trong thực tế, những nghiên cứu gần đây cho thấy cứ mỗi 8 năm, toàn bộ kiến thức của nhân loại tăng lên gấp đôi. 80% là của tất cả các nhà khoa học đã từng sống hoặc đang sống hiện nay. Mỗi phút có thêm 2.000 trang kiến thức của nhân loại, và số lượng những tài liệu khoa học mà con người tạo ra mỗi ngày đủ cho một người đọc trong 5 năm. Thêm vào đó, 500.000 đầu sách được xuất bản mỗi năm.